nay em đổ à. Trưa nay là em đón tiếp chị Hana. Đây chị Na lựa một cái lắc nha, lắc bản kim tiền. Lắc này là 7 hàng kim tiền ha. Trọng lượng là 2 lượng hơn. Dạ nữ trang 950 của khách nha. Chị giá cái lắc này của chị là 123.500. Chị Na còn lựa thêm mấy nhẫn kèo hù nữa. Kèo hù dòng 18. Quá đẹp luôn. Có máy rất là sáng, lúc 20 tay là có kim tiền trên thước ha. Rồi tổng bộ này của chị Hana là 149.960.000. Rồi cái này em để hợp với chị nha, cảm ơn chị nhiều. Dạ em xin kính chào các tiệm vàng Kim Anh Thảo. Sáng nay là em đón lọc của chị Anh. Đây chị Anh qua lựa hai bộ xi măng nha. Đây là bản 5 ly, mẫu móc máy chữ rất là đẹp luôn. Ly này 1 ly 62 ha. Bên em là có từ ly 48 đến ly 64 luôn. Trọng lượng hai bộ này của chị Anh là 21.600.000. 2 lượng mốt 6/2 nha. Chị giá là 82.800, nó quá đẹp luôn, chị sang luôn á. Rồi, cái này em để chị Anh nói đây nha. Cảm ơn chị Anh nhiều. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo. Sáng nay là em đón tiếp anh Thiện. Anh qua lựa cho chị nhà một mẫu lắc nha. Đây là vàng nữ trang 980 của khách ha. Lắc bản mo móc máy nè. Đây là ghép 5 hàng tim. Rất là đẹp luôn. Phom lắc này là gần một lượng của khách ha. Chị giá là 61.838.000. Quá xuất sắc, quá đẹp luôn á. Bây giờ mấy mẫu 24 này nè. Nên làm giờ móc máy đeo nó sáng như 18 luôn. Rồi cái này em để học cho anh Thiện nha. Cảm ơn anh ạ. Dạ em xin kính chào quý đàn tiệm vàng Kim Anh Thảo à. Mấy giờ trưa nay cái lọc cũng vậy ha. Đây em có lọc của từ anh Trung nè. Anh có một cọng dây ha. Dây là dây Hồng Kông. Ống rồng luôn, đúc đầu kẹo. Trọng lượng vàng là 4 lượng, không phân 11. Rồi để đó mấy chị ơi, đây là trồng đầu 6 tháng thôi nha quý anh chị nha. Tổng trị giá là gần 160 triệu, khó là có hộp luôn. Anh chị nào cũng mua những cái dây nặng vàng thế này nha, thì là em mời các tiệm em nha. Địa chỉ bên em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nè. Rất cảm ơn anh chị đã ủng hộ tiệm vàng của em ha. Đây em bao hộp cho anh chị. Dạ em xin kính chào các tiệm nhà Kim Anh Thảo. Chiều nay là em đón tiếp chị Nguyên. Đây chị Nguyên lựa 18 dòng xi măng nha. Đây, rất là đẹp luôn. Cũng trơn ha, tại đây là bản 4 ly nè. 18 dòng này của chị là một lượng 783 nha. Chị đeo một ly tay 54 luôn. Quá đẹp luôn, nhìn cái đều tay rất là sang luôn. Cảm ơn chị nhiều nha. Bộ này của mình là 70.700. Em xin kính chào quý hàng yêu của tiệm vàng Kim Thảo nha. Hôm nay em được lọc của chị Thanh nè, đến ủng hộ cho em là một bộ dòng xi măng bản 3 ly nha mấy chị ha. Móc máy rất là sáng luôn nè mấy anh chị nè. Dòng xi măng bên em là có khóa hết luôn nha mấy anh chị. Ni thì ni từ đầy đủ ni luôn, từ ni 48 cho tới ni 64 nha mấy anh chị ha. Rất là xinh luôn, dòng xi măng đi em bác có đầy đủ luôn nha mấy anh chị. Xi măng em đa dạng mẫu luôn, từ mấy mẫu chữ phát tài phát lộc nè, thương hiệu nè, rồi móc máy, rồi mấy mẫu bản mới bây giờ là bản từ 7 ly đến 1 phân đều có luôn nha mấy anh chị ha. Bộ xi măng này trọng lượng của nó là 5.785. Tổng giá trị sản phẩm chị ủng hộ cho em ngày hôm nay là 22.444.000. Em cảm ơn chị Thanh đã yêu thương và ghé ủng hộ tiệm em nha. Dạ em xin chào quý thần yêu của tiệm vàng Kim Anh Thảo nha. Thì hôm nay em đón tiếp chị Tiên nè, đến lựa cho em là một bộ vàng Italy 750 nha mấy chị ha. Gồm một cái dây xoắn vuông nè, dài 4 tấc rưỡi. Bên em là dây xoắn vuông đầy đủ các trọng lượng luôn, từ 4 tấc rưỡi cho tới 5 tấc rưỡi luôn nha mấy chị ha. Và theo đó là một cái mặt túi tiền nè, full hộp tắm luôn nha mấy chị, tắm tài tắm lọc luôn, túi tiền may mắn nha mấy chị ha. Rồi chị Tiên còn ủng hộ cho em á là một hộp rất là nhiều nhãn vàng bốn số 9 luôn nha mấy chị ha. Một hộp này là trọng lượng là khoảng là 3 lượng 9 luôn nè mấy chị nè. Tổng giá trị chị Tiên lựa ngày hôm nay cho em á là 270.077.000. Em đeo cho chị Tiên luôn nha. Quá là đẹp luôn quý khách ơi. Em cảm ơn chị Tiên nhiều đã yêu thương và ghé ủng hộ tiệm nha mấy chị ha. Em xin kính chào các tiệm nhà Kim Anh Thảo. Tối nay là em đón lòng của anh Dương. Anh qua lựa một mẫu lắc nha. Đây là mẫu lắc quen lực trơn này, vàng nữ trang 980. Lắc này là một lượng hơn ha. Anh lựa thêm cho chị một đôi bông tai. Đây bông tai thần tài luôn, 39 39 68. Số thần tài số tiếng luôn nha. Rồi tổng bộ này của anh Dương là 62.500. Cái này em để hộp cho anh nha. Cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý thần yêu của tiệm vàng Kim Anh Thảo nha. Thì chiều hôm nay em được lọc của chị Tâm đến ủng hộ cho em là một vòng với một nhẫn và công ty 610 nha mấy chị ha. Rồi đây
Đây là một cái vòng hoa móc máy hai màu công nghệ Italy nha mấy chị ha. Sáng cho mấy chị. Quá đẹp luôn mấy chị ơi, trọng lượng của sản phẩm này là một lượng 4611 nha mấy chị ha. Rồi tiếp theo chị ủng hộ cho em nữa là một cái nhẫn bản lớn, nhẫn nữ Chanel này mấy chị nè. Kết hộp dưa hộp trắng luôn. Trọng lượng của sản phẩm này là 1,637 triệu. Tổng giá trị chị Tâm ủng hộ cho tiệm của em ngày hôm nay là 65.600.000. Em cảm ơn chị Tâm đã yêu thương và ghé ủng hộ tiệm nha. Em xin kính chào quý khách ạ. Chiều nay chị My qua em được một cái lắc nha. Đây là mẫu lắc hàng rào móc máy mẫu 5D nha. Cực kỳ sáng luôn, bản này là bản 2,5-3 phân. Trọng lượng cái lắc này là 1,2-1,9. Quá đẹp luôn á. Giá cái lắc này của chị là 48.360.000 nha. Đây mẫu là bánh bi em mới về luôn quý khách ạ. Em có từ 1 len đến 10 len luôn nha. Rất là đẹp luôn. Thôi cái này em để hộp cho chị My nha. Cảm ơn chị My nhiều ạ. Em xin chào quý thần yêu của tiệm vàng Kim Huyền Thảo nha. Thì hôm nay em được lọc của chị Thoa bên Bình Tân ghé ủng hộ cho em là một dây vảy cá nè mấy chị nè. Đó. Dây vảy cá si hai màu luôn nha chị ha. Công nghệ móc máy Italy luôn nè. Rất là xám luôn nha. Trọng lượng của dây này là 7,388. Rồi chị có ủng hộ thêm cho em là một cái nhẫn hộp trắng nè. Một cái nhẫn cục hộp trắng nè, hai tầng tấm luôn nha mấy chị ha. Đai viền hộp baguette luôn nè. Đó, trọng lượng của cái nhẫn này là 1,753 triệu. Tổng giá trị chị Thoa lựa sản phẩm hôm nay là 37.869.000. Em cảm ơn chị Thoa đã yêu thương và ủng hộ tiệm nha. Em xin kính chào các tiệm nhà Kim Bình Thảo ạ. Chiều nay là em đón cô nha, cô phải từ quận 8 nha. Ngày qua ủng hộ em một cái dòng siêu đẹp luôn, dòng kim tiền bản ha. Kết tấm đang xen nhau nha. Hôm dòng này là 1,46 phân rưỡi. Móc máy rất là sáng đẹp luôn. Dạng lưới này là mình đeo rất là thoải mái tay. Con đeo cho cô nè. Cô đeo có khoái vô trong mình đeo. Mình làm công việc rồi nó quá sang quá đẹp luôn. Chị giá dòng này của mình là 60.422.000 nha. Rồi con gửi cô hóa đơn, cảm ơn cô nha. Chúc cô sức khỏe nha. Em xin kính chào quý khách à. Trưa nay là em đón tiếp chị Oanh. Đây, chị Oanh qua được một mẫu dây nha. Rất là đẹp luôn. Dây mắt này ống đây là chữ phú quý quý khách ha. Phơm dây này là gần 7 chỉ, chiều dài là 6 tấc, mình có thể trồng cổ luôn. Và một mẫu nhẫn hoa lưới nha. Nhẫn hoa lưới này là 4,2 chỉ. Rất là đẹp luôn, móc máy cực kỳ sáng. Tổng hai cái này của chị là 44.100.000 nha. Vàng công ty 610, nước vàng bên em rất là đẹp ha. Vàng của em là chế độ đổi là vàng đổi ngang bù tiền công thôi ha, không bù chênh lệch vàng. Em để hộp cho chị Oanh nha, rất là cho anh nhiều. Em xin kính chào quý khách ạ. Chiều nay là em đón tiếp anh Tùng. Anh qua lựa hai mẫu nhẫn nam nha. Đây mẫu rất là đẹp luôn. Một mẫu nhẫn là si hai màu ha. Gấm đá vuông rất là sang luôn. Còn cái này là mẫu vàng tầm nha. Trọng lượng mỗi nhẫn như vậy là tầm 3,1-3,2 chỉ quý khách ha. Cái tấm rất là đẹp luôn. Rồi em xin phép đeo cho anh Tùng nha. Anh đeo món nào ạ? Nhẫn này đeo món nào? Đây. Rồi cái này. Quá sang luôn á. Hai nhẫn, chị giá hai nhẫn này của anh là 26.826.000 nha. Rồi để anh Tùng hóa đơn, cảm ơn Tùng nhiều nha. Giữ hóa đơn kỹ giùm em nha. Dạ em xin kính chào hết tiệm nhà Kim Anh Thảo à. Sáng nay là em đón tiếp chị Đào. Chị qua lựa dây lắc với nhẫn nha. Hai mẫu nhẫn quá chị cưng luôn. Một mẫu nhẫn hộp cao nha, viền tròn tấm. Một mẫu nhẫn đá nam phi nha, màu hồng. Quá đẹp luôn, trái tim luôn đây. Mỗi nhẫn như gì là tầm cỡ 3g ha. Quá sang luôn á. Cái nhẫn hộp cao này là 3,6 g, còn cái nhẫn đá nam phi là 4,2 g. Một sợi dây, đây là mẫu dây sắn vuông, mẫu này là rất là đẹp luôn, đi chung với cái lắc luôn nha, thì sắn vuông, lắc sắn vuông luôn, đi bộ luôn. Tổng bộ này của chị là 25,61 g, chị giá là 43.739.000. Vàng Italy 750 quý khách ha. Rồi anh em để hộp cho chị nha, cảm ơn chị Đào nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý tiệm nhà Kim Thảo à. Sáng nay là em đón tiếp hai gia đình chị Vân. Đây, chị Vân qua lựa cho anh một mẫu nhẫn nha. Mẫu nhẫn nam hộp trắng nha, si hai màu. Phom nhẫn này của anh là 2,7 phân tư, trị giá là 11.800. Kết tận tấm rất là đẹp luôn. Anh đeo không anh? Đeo đúng không? Đeo anh. Đây đây anh đeo cho. Đeo đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Chị lựa cho chị một mẫu lắc hoàn lập nha. Lắc hoàn lập của móc máy. Hôm lắc này của chị là 2,8 chỉ. Khóa này rất là chất luôn.
tổng bộ này của mình là 23.300 nha. Em gửi chị tấm bằng hóa đơn nha, em cảm ơn anh chị chưa. Em xin kính chào quý khách ạ. Tối nay là em đón tiếp chị Thảo, chị qua lựa một set bộ nha. Một bộ nhẹ nhàng gì quá trời cưng luôn. Đây là mẫu cổ bún lá huyền đỏ. Set này là gồm có dây nha, dây chỉ cong đeo rất là chắc luôn. Có lắc tay nữa, mẫu lắc tay. Đây nhẫn. Một bộ thanh mảnh như gì là tầm cỡ 3 chỉ quý khách ha. Mẫu này là em về đủ màu cho khách hàng lựa luôn. Mình đeo phong thủy luôn nha, trị giá là 13.700. Quá trời cưng luôn á. Cái này em để hộp cho chị Thảo nha, cảm ơn chị Thảo nhiều ạ. Em xin kính chào quý khách ạ. Chiều nay em đón tiếp anh Tiền ha. Anh lựa một mẫu lắc. Đây là mẫu lắc hàng rào 3 thẻ ngựa ha. Mã đấu thành công luôn. Form lắc này là 9.8. Trị giá là 38.978 ngàn. Nhà công ty 610 rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Rồi em gửi cho anh hóa đơn nha. Cảm ơn anh nhiều và giữ hóa đơn kỹ giúp em muốn. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm nhà Kim Thảo ạ. Sáng nay là em đón tiếp cô Sinh. Cô qua lựa đồ cưới cho con dâu. Đây một cái kiềng. Đây là mẫu kiềng chạm long phụng ha. Con kiềng này là 3 chỉ. Đi chung bộ với vòng tay luôn. Vòng tay là vòng tay gọn ha. Vòng này là 2 chỉ. Thì giá bộ này của cô là 31.250 ngàn. Rồi cái này con chỉ cho cô cách đeo nha. Trơn là mặt trong nè. Chạm ngoài cô cầm hai bên. Cô dặn ra thôi. Nhít nhẹ lên cô ơi ha. Để như gì là mình đeo vô cổ như gì được. Anh ơi, đèn mở đúng không? Còn cái này thì cầm hai bên thôi, chặn cái ống này nè, dòng tay dễ mà. Đây, để ra, họ đúng khớp là được. Rồi, con để hộp cho cô nha, cảm ơn cô Sinh nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý thần yêu cái tiệm vàng Kim Thảo nha. Thì hôm nay là buổi chiều hôm nay em được lập của chị Loan nè. Đến ủng hộ cho em một bộ vàng cưới 24k nha mấy chị ha. Đó bao gồm hai cái kiền, một cái vòng, một đôi bông và một nhẫn nè mấy chị nè. Kiền 2 chỉ nha, mỗi cái kiền này trọng lượng là khoảng 2 chỉ nha. Đó, có vòng 2 chỉ luôn nè mấy chị nè. Vòng đế chạm hoa vàng này rất là đẹp luôn nha mấy chị ha. Xinh lắm. Này, một đôi bông hoa mai móc máy luôn nè mấy chị nè. Sáng chưa? Đích là đích vận nha mấy chị ha. Đích bông vận nha. Rồi, một cái nhẫn hoa mai chung bộ với nó luôn. Quá là đẹp luôn. Đôi bông là khoảng 1 chỉ, cái nhẫn là 1 chỉ 198. Tổng chị giá chị ủng hộ cho em ngày hôm nay là 51.700.000 ạ. À. Em cảm ơn chị Lan rất là nhiều ạ. À. Để em mở hộp cho chị Loan luôn ha.